Đại sứ quán nước chủ nhà World Cup 2023 gặp mặt, động viên đội tuyển nữ Việt Nam. Tối mùng 2 tháng 7, tại Hà Nội, Đại sứ quán New Zealand và Đại sứ quán Australia tại Việt Nam đã tổ chức buổi gặp mặt, chia tay đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam lên đường dự vòng chung kết giải vô địch bóng đá nữ Thế giới World Cup nữ 2023. Tại buổi gặp mặt, Đại sứ Australia tại Việt Nam Andrew Kolesinowski gửi lời chúc mừng đến ban huấn luyện, cũng như các cô gái vàng của bóng đá Việt Nam vì đã trở thành một phần quan trọng của sự kiện thể thao quy mô này. Đại sứ gửi lời động viên đến các nữ cầu thủ, thông qua việc nhắc lại lời Thủ tướng Australia Anthony Albanese và Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nói trong một cuộc gặp mặt gần đây với đội tuyển, với chúng tôi, các bạn đã là những người chiến thắng, hãy cứ đi và tận hưởng. Qua những gì đã đạt được, các bạn đã khiến chúng tôi tự hào. Bày tỏ sự phấn khích khi đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam giành tấm vé lịch sử dự vòng chung kết World Cup nữ 2023. Đại sứ New Zealand tại Việt Nam Chadin Dawson nhấn mạnh, chúng tôi đã chờ đợi ngày này rất lâu và vui mừng được chào đón đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam tới New Zealand, lần đầu tiên tham dự World Cup nữ. Chúng tôi tin chắc những cô gái vàng của thể thao Việt Nam sẽ khiến người dân Việt Nam tự hào. Cũng nhân dịp này, người dân New Zealand sẽ được chứng kiến tinh thần chiến đấu hết mình mà đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã thể hiện trong suốt hành trình đến với giải đấu này. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương nhấn mạnh, Việt Nam cùng Australia và New Zealand đang có quan hệ hợp tác tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực. Năm 2023 là dấu mốc kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Australia và Việt Nam. Trong 2 năm tới, Việt Nam, New Zealand cũng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Australia và New Zealand đều là đối tác chiến lược với Việt Nam. Điều đó thể hiện mối quan hệ gắn bó lâu dài, bền chặt và là một trong những nền tảng vững chắc góp phần thúc đẩy, tạo động lực đưa quan hệ Việt Nam với hai nước sang giai đoạn phát triển mới, mạnh mẽ hơn. Đặc biệt đối với lĩnh vực thể thao, hai nước Australia và New Zealand đều có quan hệ hợp tác tốt đẹp với thể thao Việt Nam. Theo đó, Việt Nam, Australia đã phối hợp rất tốt trong việc phát triển các dự án thể thao cộng đồng, tổ chức đào tạo huấn luyện viên bơi, chống đuối nước khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Đối với các sự kiện thể thao quốc tế được tổ chức tại Australia, Việt Nam rất tích cực ủng hộ và cử các đoàn cán bộ, vận động viên tham dự. Việt Nam rất vinh dự khi lần đầu tiên vượt qua vòng loại World Cup nữ 2023 và tiến đến vòng chung kết. Đây là cột mốc lịch sử, quan trọng đối với đội tuyển bóng đá nữ của Việt Nam. Với việc giành hai tấm huy chương vàng tại hai kỳ SEA Games 31-32, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương hy vọng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thi đấu hết mình với tinh thần Việt Nam tại vòng chung kết sắp tới. Trước việc phải thi đấu với những đối thủ rất mạnh, chúng ta không đặt nặng vấn đề thành tích. Tôi rất mong ban huấn luyện sẽ có những họp bàn, tính toán để đưa ra những đấu pháp hợp lý. Phải coi đây là cơ hội vàng để các cô gái của chúng ta được học tập kinh nghiệm chuyên môn, rèn luyện ý chí khi vươn ra biển lớn. Bằng tất cả sự tự hào, tôi xin chúc đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ có những trận cầu mãn nhãn tại World Cup sắp tới. Để lá cờ Việt Nam được nhiều lần tung bay trên sân vận động, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương khích lệ ban, huấn luyện và các cầu thủ. Cùng nhân dịp này, Thứ trưởng đã gửi lời chúc mừng đến Australia và New Zealand khi nắm giữ trọng trách đăng cai giải bóng đá nữ lớn nhất hành tinh. Đây là kỳ World Cup nữ đầu tiên được tổ chức đồng thời ở hai quốc gia. Thứ trưởng tin tưởng hai nước chủ nhà Australia và New Zealand sẽ tổ chức thành công mùa giải World Cup nữ 2023, có tác động tích cực đến sự phát triển của bóng đá nữ ở khu vực châu Á, Thái Bình Dương cũng như trên toàn cầu. Huấn luyện viên Mai Đức Trung chia sẻ, tất cả các thành viên trong đội đang có sự chuẩn bị tốt nhất cho vòng chung kết World Cup nữ 2023. Cả đội đã xác định chưa cần biết kết quả sẽ tới đâu, nhưng mỗi lần được ra sân chào cờ, hát vang quốc ca Việt Nam đã là niềm hạnh phúc vô bờ bến. Mục tiêu quan trọng nhất ban huấn luyện cùng các cầu thủ là hết mình tất cả vì màu cờ sắc áo. Theo kế hoạch, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ rời Hà Nội, lên đường sang New Zealand từ ngày 5 tháng 7, để chuẩn bị cho vòng chung kết World Cup nữ 2023. Tại đây, đoàn quân huấn luyện viên Mai Đức Trung sẽ có hai trận giao hữu với New Zealand ngày 10 tháng 7 và Tây Ban Nha ngày 15 tháng 7. Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ thi đấu trận ra quân ở World Cup nữ 2023 gặp đội tuyển Mỹ vào ngày 22 tháng 7, gặp Bồ Đào Nha ngày 27 tháng 7 và Hà Lan vào ngày 1 tháng 8.